Vào thời kỳ cận cổ, Vu tộc đại chiến yêu tộc. Trong lúc đó, 10 thái tử của yêu tộc hóa thành 10 mặt trời thiêu đốt thiên địa. Đại nghệ xuất hiện liên tục bắn rơi 9 tên thái tử yêu tộc. Chỉ duy nhất Lục Áp thái tử may mắn sống sót. Lợi dụng hai tộc tổn thất nặng nề, nhân tộc thừa cơ đánh bại Vu tộc, phá tan yêu tộc, đồng thời thành lập thiên đình. Lục Áp vì trả thù thiên đình mà hỏa hại tứ phía. Mục tiêu hắn nhắm tới lần này là Tề Nguyên. Trong khi đó, Trường Thọ đang gấp rút đến giải cứu sư phụ. Xác định thời gian không đủ, Trường Thọ sử dụng người giấy số 1 ngăn cản Lục Áp. Có điều Lục Áp vẫn quá mạnh, người giấy số 1 dù đã rất cố gắng vậy nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục thất bại. Người giấy số 2 xuất động, mục đích chính của nó là đưa Tề Nguyên rời khỏi chiến trường. Họ bỏ chạy chưa được bao xa thì Lục Áp đánh gãy cây cầu đá. Hết đường, người giấy số 2 phải tự mình chiến đấu. Bất chấp bản thân trọng thương nặng, Tề Nguyên vẫn cố gắng hỗ trợ. Rất tiếc, Lục Áp chỉ cần một cái búng tay đã có thể đánh bại cả người giấy số 2 lẫn Tề Nguyên. Trường Thọ đến thì quá muộn, sư phụ đã mất mạng. Ở một nơi nào đó, Hồng Quân Đạo Tổ đang lặng lẽ ngồi quan sát. 200 năm trước, tại Độ Thiên Môn, Tề Nguyên đang giới thiệu về tông môn cho tiểu đệ tử Linh Ngờ. Đạo môn có tam giáo, nhân giáo, xiển giáo và tiên giáo. Đứng trước câu hỏi, sư phụ đã thành tiên rồi sao mà Tề Nguyên chỉ biết ngần người. Ông lập tức chuyển chủ đề khi tiết lộ Linh Ngờ còn có một vị sư huynh khác. Vừa trải qua ác mộng, Trường Thọ mừng rỡ ôm chầm lấy Tề Nguyên. Đặc biệt, cậu còn cho rằng được sư phụ đánh cũng là một chuyện hạnh phúc. Từ đây một cuộc rượt đuổi giữa hai thầy trò lập tức diễn ra, chỉ là Tề Nguyên cuối cùng vẫn không nỡ đánh. Ông chuẩn bị bế quan, sau đó giao Linh Ngờ cho Trường Thọ chỉ dạy và chăm sóc. Đầu tiên Trường Thọ sử dụng người giấy kiểm tra sức khỏe của sư muội. Tiếp theo, Trường Thọ truyền thụ tuyệt chiêu không được đánh giá thấp đối thủ và giấu bài che giấu năng lực. Linh Ngờ tiếp thu rất nhanh nên Trường Thọ truyền thụ chiêu thứ 3, đánh không lại thì chạy. Hai tháng sau Tề Nguyên quay trở lại. Ông lập tức hỏi tội Trường Thọ vì cậu chỉ dạy sư muội những thứ lệch lạc. Trước mắt Tề Nguyên phải bế quan thời gian dài, nên một lần nữa ông giao Linh Ngờ cho Trường Thọ kèm lời nhắc, không được dạy hư sư muội. Đại hội rèn luyện của Độ Tiên Môn còn 10 năm, muốn tham gia Linh Ngờ trước hết phải đạt tới luyện khí cảnh. Phía trên luyện khí còn có hóa thần cảnh, phản hư cảnh và quy đạo cảnh. Đây cũng là cảnh giới cuối cùng để thành tiền nếu vượt qua lôi kiếp. Tặng Linh Ngờ một con hạc nhỏ, Trường Thọ trực tiếp tu luyện cùng sư muội. Bên cạnh đó, cậu cũng thường xuyên đưa Linh Ngờ đi chơi, đồng thời dạy cô thêm cách luyện đàn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Linh Ngờ lúc này đã trưởng thành và trở thành nữ thần trong mắt rất nhiều đệ tử. Thời khắc tham gia rèn luyện đến, các đệ tử nhanh chóng tập hợp ở Bách Phàm Điện. Trong môn có Khảm Ly Trấn Khôn Ứng với Bò Đông Hải, Trung Thần Châu, Nam Thiệp Bội Châu và Bắc Câu Lô Châu. Độ khó rèn luyện cũng theo thứ tự gia tăng. Để được tham gia rèn luyện, trước hết, các đệ tử phải thông qua khảo nghiệm. Linh Ngờ quyết định rèn luyện ở bờ Đông Hải vì nơi đây an toàn nhất. Hơn nữa phần thưởng cũng phong phú. Thực tế cô đã chọn đúng khi dễ dàng vượt qua khảo nghiệm. Có điều Trường Thọ lại muốn đến Bắc Châu, nơi mà hiện tại chưa có ai vượt qua ai thành công. Huyền Nhã xuất hiện, với thực lực của mình rất nhanh cô đã thông qua khảo nghiệm Bắc Câu Lô Châu. Nguyên Thành trở thành đệ tử thứ hai, xếp ngay sau là Nhạn Nhi và Vương Kỳ. Tranh thủ lúc mọi người đang hướng sự chú ý về Huyền Nhã, Trường Thọ lén lút vượt ải, tuy nhiên cậu lại bị Tử Cửu phát hiện. Tử Cửu đưa ra điều kiện, muốn tham gia Trường Thọ phải kiên trì được một nén nhang. Tử Cửu sử dụng vũ khí là một cành cây, vậy nhưng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Trường Thọ. Bị áp đảo về mọi mặt, Trường Thọ khôn khéo thi triển Yên Đột, Mộc Đột, Thổ Đột, Kim Đột và Thủy Đột để câu giờ. Nhìn thấu mục đích của Trường Thọ, Tử Cửu kích hoạt kiếm trận Tinh La Mật Bố. Trường Thọ di chuyển cực kỳ nhanh, cậu thành công thoát khỏi kiếm trận trước khi bị Tử Cửu dí cành cây vào cổ. Bằng đó cũng vừa đủ để Trường Thọ hoàn thành điều kiện. Dù rất không muốn vậy nhưng Tử Cửu vẫn phải chấp nhận dẫn thêm Trường Thọ khi cậu dùng di thư hứa tự mình chịu trách nhiệm. Dọc đường đi, Tử Cửu muốn kiểm tra tư chất của Trường Thọ. Lo sợ bị phát hiện đang dùng pháp quyết che giấu. Trường Thọ phải liên tục né tránh, đồng thời tiết lộ bản thân bị khái đụng sẽ lên cơn co giật. Huyền Nhã tò mò mà chạm vào khiến Trường Thọ lập tức ngã xuống. Tại một nơi nào đó, một nhóm người đang lên kế hoạch dùng cổ trùng để hãm hại Lục Công Chúa. Dọc đường đi, Tử Cửu kể về sự hình thành đồng thời cảnh cáo nguy hiểm khi hít phải chướng khí ở Bắc Câu Lô Châu. Vũ Văn Lăng, thủ tướng trước điện của Hữu Cầm Quốc xuất hiện, phụng mệnh quốc chủ bảo vệ Huyền Nhã. Nguyên Thành cũng ủng hộ, nên sau cùng, Vũ Văn Lăng được Tử Cửu cho phép ở lại. Lúc này Linh Ngờ đã đến bờ Đông Hải rèn luyện, thực lực cô hoàn toàn vượt trội, chỉ là đám tôm yêu lại quá đông đảo. Trên đường Tử Cửu cho phép các đệ tử tới thị trấn mua tị trướng phù và giải độc đàn. Cho rằng Trường Thọ không có tiền nên cô sẵn sàng cho cậu một túi ngân lượng.
Để xin lỗi cho hành động trước đó, Huyền Nhã tặng Trường Thọ số lượng lớn phù và đan dược. Đến nơi, mỗi người tham gia được giao một ngọc truyền tin. Thời gian rèn luyện tổng cộng 20 ngày. Nếu sử dụng ngọc truyền tin hoặc tự mình rời khỏi thì đồng nghĩa lịch luyện thất bại. Vũ Văn Lăng muốn đồng hành cùng Huyền Nhã, tuy nhiên Từ Cửu từ chối. Hai người sẽ âm thầm quan sát từ xa. Cảm nhận được sự mờ ám trong cách nói chuyện cùng Nguyên Thanh và Vũ Văn Lăng, Trường Thọ bí mật truyền âm cho Từ Cửu. Bên trong chương khí rất dày đặc, bên cạnh vô số hung khí khát máu. Tại đây, Huyền Nhã thể hiện sức mạnh vô đối của mình khi sử dụng Cửu Liên Ly Hoa Kình hù dọa đám hung thú đang rình rập. Bất ngờ Nguyên Thanh đề nghị được tách đội cùng với Huyền Nhã. Vừa hay đây cũng là ý của Trường Thọ muốn. Xác định hai nhóm Nguyên Thanh Huyền Nhã và Vương Kỳ Nhã Nhi an toàn, Từ Cửu chuyển sang tìm hiểu Trường Thọ và nhận ra cậu đã mất tích. Thực chất, Trường Thọ ở một nơi rất xa, cậu sử dụng ẩn tung phù che đậy khí tức. Dù Long Tham Vân Bộ để di chuyển và Xích Dương Độc Long Tiền để tránh hung thú đến gần. Bất ngờ Vũ Văn Lăng lén lút thả một con độc trùng, càng đi càng nguy hiểm, Trường Thọ kích hoạt tơ nhện tăng cường tầm quan sát. Chính điều này đã giúp cậu phát hiện đang có kẻ nhắm tới mình. Nhóm thích khách bắt đầu kế hoạch, mục tiêu đầu tiên chúng nhắm tới là nhóm Vương Kỳ Nhã Nhi. Thực lực chúng không quá mạnh, vậy nhưng lại gian xảo hạ độc đối phương. Nhận ra đệ tử đang gặp nguy hiểm, Từ Cửu tính đi xem xét, thì phía Nguyên Thanh cũng đang có vấn đề. Để giải quyết tình hình, Từ Cửu và Vũ Văn Lăng chia ra hành động. Bên phía Trường Thọ, dựa vào tơ nhện và tốc độ di chuyển của thích khách mà cậu phán đoán cảnh giới kẻ địch. Nắm được thông tin đầy đủ, Trường Thọ tạm thời ẩn thân trước khi dùng người giấy để đánh dấu vào người Từ Cửu. Từ Cửu đến thì Vương Kỳ Nhã Nhi đã bất tỉnh, xung quanh xuất hiện luồng sóng pháp lực, đồng thời đất đá khóa chặt ba người. Từ Cửu không khó để thoát thân, có điều cô lại đối mặt với một thử thách khác. Bên nhóm Nguyên Thanh Huyền Nhã, thích khách cũng bắt đầu hành động. Huyền Nhã dễ dàng xử đẹp tất cả, tuy nhiên chúng nhanh chóng trở lại sau khi uống một loại đan dược đặc biệt. Lúc này Từ Cửu đang phải đối mặt với khốn lòng trận. Bản thân vốn kém nhất việc phái trận nên cô hoàn toàn không thể xác định được cửa sinh. Trong khi đó, Từ Cửu vì khinh thường đối thủ mà chúng thúc mê từ Trường Thọ. Chờ dừng lại, Trường Thọ còn đánh lạc hướng Từ Cửu trước khi nhân cơ hội khai mở kết giới Hoàn Thiên Bảo Tán. Kìm hãm hành động của đối thủ bên trong kết giới, Trường Thọ kết thúc tính mạng Từ Cửu bằng cách sử dụng người giấy và nhất thần châu thiêu đốt. Cuối cùng, Trường Thọ gọi thêm người giấy độ sinh cho bại tướng. Thu hoạch sau trận chiến, Trường Thọ mất một người giấy, đổi lại cậu lấy được nhẫn chữ vật của Từ Cửu. Huyền Nhã và Nguyên Thanh có dấu hiệu thất thủ thì Vũ Văn Lăng ra mặt. Trăm năm trước, Hữu Cầm Quốc tiêu diệt Quang Tông Quốc của hắn, hắn lên mọi kế hoạch cũng chỉ để phục quốc. Liên tục thất bại trong việc phá trận, Từ Cửu dần phát giác vấn đề, nhất là khi cô nhớ lại nhắc nhở của Trường Thọ trước đó. Trường Thọ thì kiểm tra ký ức của Từ Cửu, thực chất Vũ Văn Lăng chỉ nhận nhiệm vụ, người đứng sau bất ngờ lại là Nguyên Thanh. Trường Thọ cho rằng bản thân không liên quan và tiếp tục di chuyển tìm độc thảo. Mở độc chuẩn bị đến, nhìn thấu càn khôn có biến, Trường Thọ lập tức tìm cách đối phó. Đột nhiên, Hữu Cầm rơi từ trên trời xuống đúng vòng tay của Trường Thọ. Tại bờ Đông Hải, Linh Nga gặp nguy nên vô tình ném ra lọ độc đàn khiến cho toàn bộ tổ miếu gục ngã. Đứng trước sự dò hỏi của trưởng lão, Linh Nga lỡ mồm khai độc đàn do Trường Thọ luyện. Chứng kiến tất cả, thay vì báo thù, Ngõ Ất Thái Tử lại lo lắng cho lòng tộc bởi sức mạnh của nhân tộc. Chuyển cảnh về Bắc Châu, Nguyên Thanh tấn công Vũ Văn Lăng, vậy nhưng phản tác dụng. Bị khống chế, Nguyên Thanh bày tỏ nỗi lòng muốn cùng sư muội đồng huyệt chung phó đời sầu. Rất tiếc, Huyền Nhã lại cự tuyệt vì bản thân là người tu đạo, sớm đã chặt đứt tơ tình. Kế hoạch dụ dỗ thất bại, Nguyên Thanh lộ rõ bộ mặt thật. Hắn một lòng tiếp cận Huyền Nhã chính là vì cho thành phò mã, qua đó đường đường chính chính tranh đoạt ngôi vị quốc chủ Hữu Cầm Quốc. Trong thời gian đó, Huyền Nhã âm thầm kích hoạt Na Di bảo phù di chuyển đến một nơi khác. Đó cũng chính là lý do cô rơi vào vòng tay của Trường Thọ. Biết cứu Huyền Nhã sẽ trì hoãn việc tìm độc thảo, vậy nhưng cuối cùng Trường Thọ vẫn quyết định sẽ đưa cô theo. Vượt qua cơn mưa độc khắc nghiệt, Huyền Nhã tỉnh lại sau một thời gian nghỉ ngơi. Nhìn thấy vết thương đã được Trường Thọ băng bó chu đáo, Huyền Nhã tò mò hỏi về căn bệnh sợ con gái. Bị nói chúng tìm đèn, Trường Thọ giật mình bỏ chạy. Trước đó cậu để lại một lọ đan dược kèm một tấm bản đồ cùng lời nhắc Huyền Nhã nên đi theo hướng mũi tên đã đánh dấu. Một lòng biết ơn Trường Thọ, Huyền Nhã vô cùng quyết tâm. Cô đúc thanh hỏa lần kiếm trước khi dựa vào trực giác phán đoán hướng đi theo bản đồ. 10 ngày trôi qua mà Trường Thọ vẫn bế tắc trong việc tìm tiên giải thảo. Mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp khi cậu cảm nhận được khí tức tiên giải thảo và một con hung thú bên cạnh. Cho rằng Huyền Nhã đã an toàn, bản thân có thể yên tâm hoàn thành mục tiêu, tuy nhiên người tính không bằng trời tính.
Huyền Nhã do mù đường mà một lần nữa bị nhóm người Nguyên Khanh đuổi đánh. Đứng trước câu hỏi nên cứu người hay cứu cỏ, Trường Thọ chợt nảy ra một ý định táo bạo. Lúc Huyền Nhã rơi vào thế hạ phòng, Trường Thọ sử dụng chuyên âm chỉ điểm cách di chuyển. Thế cục dần dần đổi chiều. Huyền Nhã giả vờ bị đánh lui đến vách núi, cho rằng cô đã lâm vào bước đường cùng, nên Vũ Văn Long muốn đích thân bắt người. Căn đúng thời điểm thích hợp, Huyền Nhã nhảy khỏi vách núi. Vũ Văn Long cùng đồng bọn lập tức đuổi theo. Bất ngờ, một con tam tinh Big Ba Sa lao lên từ phía dưới. Không thể phá trận, từ củ cầu viện tủ ô ngũ sư huynh thì đột nhiên hai tên thích khách trong trừng trận pháp rơi xuống. Tưởng rằng sư phụ đến, làm từ củ đứng hình mất 2 giây. Rất tiếc, người đó lại là tủ ô. Đứng trước thỉnh cầu giúp tìm kiếm tung tích Trường Thọ của Tề Nguyên, tử ô kiểm tra nguyên thần hai tên thích khách. Lúc này Vũ Văn Lăng đang có trận đối chiến với tam tình Bích Ba Sa. Sự đoán hung thú chưa phải đối thủ, Trường Thọ để Huyền Nhã câu kéo Nguyên Thành. Đúng như dự tính, tam tình Bích Ba Sa rất nhanh đã gục ngã trước vũ khí của Vũ Văn Lăng. Bản thân Vũ Văn Lăng bất ngờ bị một mũi tên khăm thẳng vào cổ. Đối chiến 1-1, Nguyên Thành chưa có cửa với Huyền Nhã, do đó buộc hắn phải dùng đan dược để nâng cao tu vi. Tốc độ lẫn sức mạnh của Nguyên Thành tăng lên đáng kể, khiến thế trận bất lợi dần nghiêng về cho Huyền Nhã. Nắm được kế hoạch của Nguyên Thành và đồng bọn, các trưởng lão độ tiên môn đang trên đường đến chiến trường. Vừa trúng tên, tuy nhiên, Vũ Văn Lăng không quá bị ảnh hưởng. Vấn đề là hiện tại hắn đang phải chống đỡ công kích từ Hoàn Thiên Bảo Tán. Trường Thọ lộ diện, cậu rất nhanh nhẹn trong tấn công lẫn bỏ trốn. Cuối cùng, cậu để lại độc xuyên hủ cốt. Đám thích khách cấp dưới cảnh giới thấp hơn nên nhanh chóng mất hết sức chiến đấu. Riêng Vũ Văn Lăng có thể cầm cự, vậy nhưng sau cùng vẫn trúng tên từ Trường Thọ. Ba người giấy được gọi ra để tạm thời khống chế Vũ Văn Lăng, đồng thời tạo thời gian cho Trường Thọ giải quyết đám thích khách cấp dưới. Tuy nhiên, Trường Thọ chưa kịp thực hiện kế hoạch thì Vũ Văn Lăng thoát khỏi khống chế. Hắn phóng xuất nguyên thần chuẩn bị tung ra một đòn công kích chí mạng. Đám thích khách còn sống cũng hỗ trợ cầm chân, khiến Trường Thọ phải hứng chọn cú đánh. Có điều Trường Thọ trúng đòn kia chỉ là một người giấy. Vũ Văn Lăng và đám tù hòa lập tức phải trả giá bằng mạng sống khi nguyên thần bị phong tỏa. Mảnh vỡ nguyên thần Vũ Văn Lăng thì được nhiếp thần châu tiêu tán. Thời khắc quan trọng nhất đã đến, Trường Thọ đích thân hái tiền giải thảo. Để tránh bị nghi ngờ, Trường Thọ cũng tự mình thực hiện nghi thức giải trò. Trận chiến giữa Huyền Nhã và Nguyên Thành vẫn chưa kết thúc do Huyền Nhã chống trả quyết liệt. Dù đang ở thế cửa trên, tuy nhiên Nguyên Thành lại lên kế hoạch gieo tình cổ cho Huyền Nhã. Không may cho hắn là Trường Thọ đã nhìn thấu âm mưu, sau đó cậu trực tiếp khóa chân tạo cơ hội cho Huyền Nhã một chiều kết liễu tính mạng đối thủ. Nguyên Thành bị đánh hở, Huyền Nhã ngã xuống vòng tay của Trường Thọ trước khi cậu đưa cô đi trị thương. Các trưởng lão độ tiền môn đến thì kết quả đã ngã ngũ, Vũ Văn Lăng và Nguyên Thành đều đã chết. Gần như tất cả đều cho rằng chúng bị tam tinh Bích Ba Sa và Huyền Nhã hạ thủ. Tại Đông Hải, tin tức đệ tử độ tiền môn hạ sát hàng loạt Tô Miêu được truyền báo lên Long Vương. Ngao Ất muốn giải hòa với nhân tộc, tuy nhiên Long Tướng Quân và Long Vương thì nghĩ khác. Huyền Nhã lúc này cũng tỉnh lại, không muốn gặp phiền phức. Trường Thọ tiết lộ trước đó bản thân dùng độn pháp hỗ trợ Huyền Nhã đánh bại Nguyên Thanh. Còn Vũ Văn Lăng và tam tình Bích Ba Sa thì đồng quy vu tận. Ngoài ra cậu cũng đề nghị Huyền Nhã giữ bí mật. Sau bao nhiêu chuyện Huyền Nhã đã coi Trường Thọ là quân tử nên cô lập tức chấp nhận. Nhóm người từ cừu tìm tới, Tề Nguyên mừng rỡ vui ôm chầm lấy đệ tử. Đúng như kế hoạch, Huyền Nhã trả lời rất thanh thoát trước các câu hỏi của Tử Ô. Chỉ là cô càng nói càng để lộ sơ hở, buộc Trường Thọ phải chủ động giải thích. Tưởng chừng Trường Thọ sẽ bị vạch trần, may mắn thầy Tử Cừu không hiểu chuyện lại trách móc ngược lại Tử Ô. Để chắc chắn an toàn, Trường Thọ thề với Thiên Đạo chỉ dùng tơ nhện hái thuốc. Hơn nữa, cậu cũng hứa tặng Tử Ô một ổ nhện trọng đồng tam đầu quý giá nên sau cùng đã nhận được hảo cảm từ ông. Trở về độ tiên môn biết sư huynh bị thương, Linh Nga lo lắng chạy vào kiểm tra. Trước mắt Tề Nguyên chuẩn bị xung kích thiên kiếp thành tiền, chỉ là ông trước kia đạo cơ hao tổn nên xác suất độ kiếp vô cùng thấp. Hiểu rõ điều này, Trường Thọ lên một kế hoạch chu toàn giúp sư phụ. Tiền giải thảo cậu mang về từ Bắc Cầu Lô Châu chính là điểm mấu chốt. Ngoài là vật mang kịch độc, tiền giải thảo nếu được luyện chế thành thuốc giải chết có thể đánh lừa thiên kiếp. Linh Nga cũng ủng hộ kế hoạch, do đó việc điều chế xung tiền đan lập tức được tiến hành với nguyên tắc tuyệt đối bí mật. Vấn đề đầu tiên là phải có lò luyện đan cấp cao của Vạn Lâm Quân. Trước đó Trường Thọ cố ý cho Linh Nga sử dụng đoạn hồn đan để sư muội làm quen với Vạn Lâm Quân và giờ cũng đến lúc dùng tới. Hai người nhanh chóng đến bái kiến Vạn Lâm Quân. Có điều ông ta lại là một người vô cùng keo kiệt, nên Trường Thọ phải hé lộ cách thức luyện chế đoạn hồn đan keo kiệt hơn. Đặc biệt, Linh Nga còn phối hợp diễn kịch với Trường Thọ nhằm tăng thêm độ uy tín. Cuối cùng, Vạn Lâm Quân quá thương xót cho cảnh tượng nghèo khó của hai người mà tặng họ thiên độc bách kim lô.
Việc luyện đàn chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để tránh cho sư phụ nghi ngờ mà Trường Thọ và Linh Ngờ tiếp tục đóng một vở kịch chăm chỉ tu luyện. Ngoài ra, Trường Thọ cũng chuẩn bị một đại trận tổ hợp lập thể nhiều tầng. Trận pháp cần một cao thủ chân tiên tương trợ và người thích hợp nhất không ai khác ngoài Tử Cửu. Còn Tử Ô chính là đối tượng trọng điểm cần đánh hại cho hành động lần này. Để cầu dẫn Tử Cửu mà không làm Tử Ô nghi ngờ, Trường Thọ liền kế hoạch cho Linh Ngờ đi cầu xin ông giúp bày trận. Vừa hay, Tử Cửu bị phạt kiêng rượu luôn tìm Tử Ô núng nỉu nên ông dễ dàng mắc mưu để cục nợ cho Linh Ngờ. Phần còn lại, Trường Thọ dùng dài nhẫn nhuyễn tạo cảm giác uống say cho Tử Cửu và trong cơn say, cô đã chấp nhận bố trí trận pháp. Trong khi đó, Linh Ngờ đốn cây che chắn để phòng bị sư phụ phát hiện. Có điều tâm trí cô lại nổi cơn ghen với Tử Cửu khi nghĩ hai người họ đang bên nhau. Với sự hướng dẫn của Trường Thọ, Tử Cửu rất nhanh đã hoàn thành trận pháp. Tất cả điều kiện hội tụ đầy đủ, Trường Thọ nhanh chóng tiến hành luyện chế dung tiền đàn. Bị đánh lừa là luyện bồi nguyên đàn, nên Tử Cửu vô cùng nỗ lực trợ giúp Trường Thọ. Tử Ô biết Trường Thọ mượn lò luyện đàn, với tính đa nghi của mình, rất nhanh ông đã tới kiểm tra. Ngay khi phát hiện có người xâm nhập trái phép, Trường Thọ lập tức cho khởi động trận pháp ngăn chặn Tử Ô bên ngoài. Với năng lực của mình, Tử Ô không khó để tìm được sinh môn. Có điều ông không ngờ được, đây lại là một liên hoàn trận. Vượt qua mê trận này, thì mê trận khác khởi động. Tử Ô lầm vào trạng thái vô cùng mệt mỏi. Xác định càng để lâu, Tử Ô càng nghi ngờ, sau đó Trường Thọ quyết định hủy trận. Tử Ô tìm tới thì dung tiền đàn cũng vừa luyện thành. Đập vào mắt Tử Ô là cảnh tượng Tử Cửu đang thân mật với Trường Thọ, khiến ông ngại ngùng bỏ đi. Đó vốn là kế hoạch của Trường Thọ. Theo đúng giao dịch, Trường Thọ tặng Tử Cửu sử dụng sai nhân nhưỡng miễn phí trong vòng 1 năm. Trở về, Tử Ô muốn thi để Tử Cửu tìm đạo lữ. Đúng lúc này Tử Cửu đi vào, khi được Tử Ô hỏi về lý do thường đến Tiểu Quỳnh Phòng thì cô hé lộ bản thân giúp luyện đan và được Trường Thọ tặng rất nhiều sai nhân nhưỡng cùng một bộ dạng ngại ngùng. Tiền đàn đã luyện thành, vậy nhưng Trường Thọ vẫn lo lắng cho quá trình độ kiếp của sư phụ. Để tiền đàn phát huy được tối đa công dụng, Tây Nguyên cần phải vượt qua đảo Thiên Lôi đầu tiên. Hiện thực hóa suy nghĩ, Trường Thọ đã chuẩn bị sẵn lồng chim pháp gia hay lồng chim Faraday. Bầu trời đột nhiên nổi sấm chớp, cho rằng thiên kiếp của sư phụ đang đến, Trường Thọ và Linh Ngà lập tức xuất phát. Bất chấp lôi điện điên cuồng đánh xuống, hơn nữa, Tây Nguyên cũng muốn các đệ tử rời đi. Tuy nhiên, Trường Thọ vẫn tìm mọi cách tiếp cận sư phụ. Trên trời xuất hiện một con ô lòng khổng lồ, thay vì đến độ kiếp, nó lại muốn tìm đường đi độ tiền môn. Lôi điện vừa nãy vốn không phải thiên kiếp của Tây Nguyên, điều này làm cho Trường Thọ nghi ngờ độ tiền môn sắp có biến. Ô lòng vừa lộ diện đã tấn công đệ tử canh cổng. Nó thực chất chính là lòng tướng quân của Long tộc. Phát hiện có địch tập kích, tất cả các trưởng lão và đệ tử trong môn được lệnh tụ hợp. Mọi trận pháp lập tức được khởi động nhằm ngăn cản các đòn tấn công của ô lòng. Vong Tình thượng nhân đích thân ra mặt, sức mạnh của ông lớn tới mức chỉ bằng một ngón tay đã có thể đẩy lùi ô lòng. Vừa bị đánh bại, tuy nhiên, Long tướng quân lại mang lý do người của độ tiên môn xông vào bờ Đông Hải của Long tộc, làm hại thủy quân tôm chúng, mà cảnh báo điều binh săn bằng tiền môn. Từ đây, sự thật Linh Ngờ vô tình đả thương tôm yêu được phanh phui. Vong Tình thượng nhân lập tức phản bác. Bờ Đông Hải là chỗ giao giới của năm bội châu, do đó chưa từng thuộc về ai. Ngoài ra, Long tướng quân cũng thay mặt Long Vương gửi thư mời 3 ngày sau tổ chức đại hội Đông Hải để phân định ranh giới. Hoàn thành sứ mệnh, Long tướng quân bị Vong Tình đá bay về Long Hải. Chứng kiến sức mạnh của Vong Tình, Tây Nguyên đang mơ tưởng thì lời kiếp của ông tới. Trường Thọ và Linh Ngà nhanh chóng đưa sư phụ về Tiểu Quỳnh Phòng. Trên đường, Trường Thọ tính toán có 4 đạo thiên lôi, căn cứ vào tình hình hiện tại, Tây Nguyên không thể chịu được nên cậu bắt giam sư phụ vào lồng chim pháp gia. Đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống, lồng chim chịu áp lực quá lớn dẫn tới vỡ nát. Tây Nguyên ở bên trong vẫn an toàn, chỉ là ông lại không có khí tức tiên linh trên người vì không chính diện đón nhận thiên kiếp. Đợt thiên lôi tiếp theo, Tề Nguyên muốn tự mình gánh chịu và ông thành công có được khí tức tiên linh. Miễn cưỡng đón nhận đợt thiên lôi thứ 3, Tề Nguyên gần như đã hao tổn toàn bộ đạo cơ. Dù vậy, với quyết tâm sẽ bao bọc cho các đệ tử, Tề Nguyên vẫn quyết tâm đứng dậy. Nhận ra sư phụ đang lấy thân hy sinh vì đạo, Trường Thọ bất chấp nguy hiểm tiến vào khu vực lôi kiếp, đưa dung tiên đan cho Tề Nguyên. Thấu hiểu tâm tư của đệ tử, Tề Nguyên uống dung tiên đan sẵn sàng đón nhận đạo thiên lôi cuối cùng. Sức mạnh của lôi điện cực kỳ lớn, Tề Nguyên sau một hồi chống chịu dần dần tan biến thành khói bụi trước khi nổ tung. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là chiếc phất trần và một đống tro tàn. Linh Ngà và Trường Thọ như gục ngã trước cái chết của sư phụ. Tử Cửu và các trưởng lão khác cũng đến động viên. Bất ngờ bầu trời rực sáng, từ đống tro tàn mọc lên những cây hoa rực rỡ. Tề Nguyên vẫn còn sống. Sau mọi chuyện, Tử Ô lại bắt đầu nghi ngờ Trường Thọ. Về vấn đề đại hội Đông Hải, Vong Tình thượng nhân cho rằng đã trách nhầm Linh Ngà, đồng thời xác định mục đích của Long tộc có thể là hiển lộ uy nghiêm.
Tuô được giao trọng trách lựa chọn đệ tử nhanh nhạy đi tham gia đại hội. Bí tịch Phá Thiên Phong sẽ là phần thưởng cho đệ tử xuất sắc. Trương Thọ là một trong những cái tên được chỉ định. Mới đầu có tỏ vẻ không hứng thú cho tới khi Tuô nói bóng gió về việc luyện chế thuốc cấm dung tiên đan. Không còn cách nào khác, Trương Thọ phải đưa bút ký luyện chế cho Tuô. Ngoài ra, Trương Thọ còn tự mình đột phá phản hư lục giai, khiến Tuô quyết định bỏ qua mọi chuyện và buộc cậu phải tham gia đại hội. Thực chất, bút ký lẫn tu vi của Trương Thọ đều là giả. Các đệ tử được lựa chọn nhanh chóng lên đường. Riêng Từ Cửu thì vẫn luôn tìm cách tiếp cận Trương Thọ. Có điều cô lại vô cùng ngoan ngoãn khi đối mặt với vong tình thượng nhân. Để tránh bị chú ý, Trương Thọ còn đặc biệt tặng Từ Cửu một khối xù bích. Điều này cũng thu hút Huyền Nhã. Đại hội Đông Hải được tổ chức rất hoành tráng. Sau khi tiếp nhận chỗ ngồi, Trương Thọ chủ động dùng phòng ngữ thuật thăm dò tin tức xung quanh. Qua đó cô vô tình phát hiện có người đang âm thầm quan sát đồ tiên môn và đặc biệt hướng tới mình. Để thể hiện phong uy của Long tộc, Sai tướng quân bố trí một tiết mục cho các đệ tử lên lôi đài tỷ thí. Tiên thiên linh bảo sẽ làm phần thưởng. Thực chất, tình trạng Long tộc hiện nay không còn được như trước. Sau đại chiến tam tộc Long, Phượng, Kỳ Lân thì vận khí Long tộc đã hao tổn. Ngao Ất bước lên võ đài và người được chọn chúng bất ngờ lại là Trương Thọ, đệ tử cảnh giới thấp nhất của độ tiền môn. Trương Thọ bắt đầu run sợ, nếu trong lúc thi đấu vô tình làm khí tức mất ổn định thì cậu sẽ đột phá quy đạo cảnh đỉnh phong. Đứng trước nguy cơ bại lộ việc che giấu thực lực, Trương Thọ tìm một cách để từ chối. Đặc biệt, Huyền Nhã còn sẵn sàng lên đài thay Trương Thọ, vậy nhưng tất cả vẫn chưa đủ làm cho Ngao Ất thay đổi ý định. Biết không thể thoái thác trận đấu, vong tình truyền âm chỉ điểm cho Trương Thọ, không cần đệ tử phải đổ máu giành thể diện. Vừa mới nhận lệnh bắt đầu, Ngao Ất đã vội vã lao lên, tuy nhiên Trương Thọ cản lại, cậu muốn đổi đấu võ thành đấu văn. Dĩ nhiên Ngao Ất từ chối và trận đấu vẫn tiếp tục. Liên tục bị dồn ép, Trương Thọ quyết định phản đòn. Bất ngờ thầy, Ngao Ất lại trúng đòn một cách rất dễ dàng. Bị chọc giận, Ngao Ất càng thêm điên cuồng công kích. Lần này vẫn cùng một kết quả, Ngao Ất thêm một lần nữa dính chặt hồi mã thương từ Trương Thọ. Sau một hồi cảm thấy không đúng, Trương Thọ phát giác đối phương đang muốn thua. Vong tình thượng nhân cũng nhìn thấu nên xuống lệnh Trương Thọ tuyệt đối không được thắng. Tâm tình của Ngao Ất được phơi bày, bản thân là người hiểu rõ tình hình Long tộc, sớm đã không phải mạnh nhất. Cậu muốn thua để cho toàn bộ Long tộc tỉnh ngộ. Quay về trận chiến, Trương Thọ trúng đòn, tuy nhiên lại không hề cảm nhận được uy lực. Thậm chí bản thân Trương Thọ muốn rời khỏi võ đài cũng bị Ngao Ất kéo lại. Tiếp tục nhận được chỉ điểm từ vong tình, Trương Thọ biết đã tới lúc mình thể hiện khả năng diễn xuất đỉnh cao. Ngoài mặt hai người đang thi triển nguồn sức mạnh to lớn, đến lúc va chạm thì Trương Thọ giả vờ trượt tay dẫn tới trúng đòn, đồng thời bước nửa chân ra khỏi võ đài. Long tộc nhìn thấy điều này thì vô cùng đắc ý khi cho rằng thái tử của họ đã chiến thắng. Không đạt được mục đích, Ngao Ất bùng phát sức mạnh lớn tiếng đòi đánh tiếp. Một đòn tấn công cực mạnh hướng thẳng về phía Trương Thọ. Đó thực chất là chiêu trò tự chấn nguyên thần để tự thua của Ngao Ất. Rất tiếc, Trương Thọ vẫn quá tỉnh, cậu đã nhìn ra tâm tư của đối thủ. Có điều cậu hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ sắp đột phá. Xác định phải nhanh chóng rời khỏi, Trương Thọ cũng phải giả vờ trọng thương nặng giống như Ngao Ất. Từ Cửu sau đó được lệnh đưa Trương Thọ về độ tiền môn dưỡng thương. Lo sợ giữa đường sẽ độ kiếp, do đó Trương Thọ dùng việc Từ Cửu phải ở lại bảo vệ tiền môn để cầu xin được trở về môn mình. Yêu cầu được phong tình chấp thuận, hơn nữa Trương Thọ còn được Từ Cửu chuyển cho Tam Nguyên Huyền Hỏa. Huyền Nhã đại diện cho độ tiền môn thi đấu trận tiếp theo. Tỉnh lại, Ngao Ất muốn bái sư độ tiền môn, tuy nhiên gặp phải sự phản đối quyết liệt từ mẫu thần. Đặc biệt, ba con phái giải tướng quân canh chừng Ngao Ất bỏ trốn. Trên đường trở về, khuôn mặt Trương Thọ bỗng nhiên xà nua sau khi hỏng lớp cải trang. Sau nhiều lần tìm kiếm cuối cùng, cậu cũng đến được hòn đảo hoàn hảo để tránh sự chú ý của người ngoài. Đột nhiên, song hải lưu xảy ra dị tượng, Trương Thọ lập tức xuống dưới kiểm tra. Dị tượng này đến từ việc Ngao Ất trốn khỏi Long Cung. Phát hiện có người ở đây, Ngao Ất tấn công Trương Thọ, tuy nhiên người chỉ là người giấy, hơn nữa còn có cả thuốc mê. Xác định đối phương vẫn còn tỉnh táo, Trương Thọ thi triển trận pháp xiềng xích, giam cầm Ngao Ất ở bên trong. Ngao Ất có thể thoát ra vậy nhưng sau cùng vì bất cẩn nên một lần nữa chúng phải rượu mê từ Trương Thọ. Biết con rồng là Ngao Ất, Trương Thọ muốn diệt khẩu, tuy nhiên trên người Ngao Ất đã có in dấu phù chú nên cậu không động thủ. Trong đầu Trương Thọ đột nhiên nảy ra ý định táo bạo. Cậu khởi động trận pháp giống như một chiếc máy giặt, liên tục thay đổi các chế độ, khiến Ngao Ất xây sầm mặt mày. Xử lý sạch sẽ toàn bộ dấu vết, Trương Thọ trả Ngao Ất về Đông Hải. Quá trình độ kiếp nhanh chóng đến với Trương Thọ. Sau nhiều năm chuẩn bị, cậu đã sẵn sàng đón nhận. Cậu lập một tế đàn cùng với người giấy cảm tại trời đất, đã bàn kiếp thành đạo trước khi tiếp nhận sự hồi đáp của thiên đạo. Hồng quân đạo tổ lặng lẽ đánh cờ,
ông đang muốn xem đạo của trường thổ.